Ủa, anh đang hát bài gì đó? À, anh mới nghĩ ra một cái bài này rất là vui. Em có muốn nghe anh hát không? Ok, bắt đầu nha. Ai như bao cô gái ở nơi đây, bao cô gái làm biến quá trời. Kêu đi nấu cơm thì nấu cơm xịn, kêu đi gánh nước thì đầu lưng, mà kêu đi éo thì ok. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là một ngày là rất là đẹp trời để dành cho việc đi dạo. Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi dạo cùng mình nhé. Một nơi mà rất là tuyệt vời, nơi mà có một cái dòng sông chảy dài. Và bên kia nó sẽ là thành phố của Richmond, nơi mình đang sinh sống. Và nơi đây thì hầu như người dân người ta thường hay đi bộ dọc cái dòng sông này để tập thể dục dạo mát. Và bây giờ thôi, mình hãy bắt đầu nè. Cái đường đi bộ này thì nó sẽ có hai đường riêng biệt. Và đường này thì sẽ dành cho xe đạp. Đó, và đường này sẽ dành cho người đi bộ. Có rất nhiều người, người ta leo núi nè. Ở Việt Nam, mình đó là cái hoạt động thể thao leo núi này hầu như là không có, nhưng mà người phương Tây á, người ta rất thích mạo hiểm và cái việc leo núi này người ta là rất thích, nên là mình thấy là họ leo từ sáng đến chiều gì đó, nhưng mà mình thì không thích, nó có một phần đó nguy hiểm quá, nhưng mà phương Tây thì người ta rất thích. Thường cha mẹ người ta cũng cho những con cái nhỏ tập leo núi để tạo nên một cái sức khỏe, một sự bền bỉ cho đứa con, và một sự cái kiểu như là trải nghiệm cho đứa bé, cho sau này khi mà con nó trưởng thành. Phương Tây nó thường là vậy, nó trưởng thành lên thì nó có một sức lực hơn. Wow, lên cao chưa? Wow. Và khu vực này là có những cái vách núi như gì nè, là chính phủ người ta để gì cho những người dân, người ta tập, ai mà thích leo núi á thì họ sẽ tới đây họ tập leo núi. Trời rất là đẹp, mát mẻ, không khí trong lành. Ở Việt Nam á thì mình á chỉ có leo dừa thôi, chưa bao giờ mà leo núi như thế này hết á. Cứ chọc là nói là mày đi đâu mày đi á, mày gặp đá là mày đừng có leo nha, cho mình chả hiểu cái câu đó này, thì mày đừng có leo. Mày sau này á thì mình lớn lên mày mình mới nghĩ kỹ, gặp đá đừng có leo, mà đọc ngược lại á thì ra là cái câu đó.
công viên ở nước Úc và cái đường mà dọc bờ sông này á, thì hầu như tất cả đều có những cái bếp công cộng như thế này và hoàn toàn miễn phí cho người dân. Khi họ muốn tới đây mà họ cắm trại hoặc là họ muốn ăn uống, tổ chức ăn uống sinh nhật gì á, thì đều có những cái bếp từ thiện như thế này, miễn phí hoàn toàn. Bạn có thể là lau chùi sạch sẽ rồi bạn nấu nướng hoàn toàn miễn phí, rất là hay. Ở bên đất nước Úc này, những cái cây mà xanh hoặc là cây si như thế này nè, rất là nhiều và nó thật sự là nó to lắm, nó to khủng khiếp luôn. Ở Việt Nam mình được những cái loại cây như gì thì nói chung là bứng lên bán thì hơi bị nhiều tiền đó nha. Nhưng mà bên này thì nó bảo vệ cây cối, nó bảo vệ cây cối động vật, nó không cho đụng mình đụng. Nơi đây cũng có một số có ít người nè, tập trung là người ta ăn uống ở đây cạnh bờ sông. Buổi chiều tối á, thì có những cặp cái kiểu như một nhóm hoặc gì á, thì họ thường tới đây nè, bắt đầu họ tổ chức, họ nhảy đồ, họ múa đồ rất là đẹp ở nơi đây. Còn bây giờ thì ban ngày thì không thấy. Romantic của em kèm. Wow. Nơi đây dọc cái bờ sông này thường thường là dành cho những cái cặp đang yêu nhau hoặc là những cặp đã cưới nhau lâu rồi thì người ta hay dọc bờ sông này, người ta hay tổ chức những cái bữa tiệc nho nhỏ đồ, họ trang trí đồ cho nó đẹp lên rồi để người ta kỷ niệm những ngày yêu thương nhau nữa. Bên dọc sông này rất là lãng mạn. Và về đêm khi mà bạn như một cặp tình nhân đi đang ngồi đây và có những thắp những cây nến hồng nến vàng lên thì nhìn qua bên bờ sông kia nữa. Cái đường lên đây là cái đường mà nó có một cái mỏm đá nó lồi ra để cho mình đứng, mình có thể nhìn ngắm cái dòng sông này về nhìn bên kia của cái thành phố Brisbane. Wow. Rất là đẹp khi về đêm. I'm not sure if I'm going to be able to do that.
Này á, nó có nhiều câu lạc bộ lắm. Như các bạn đã thấy là câu lạc bộ Kano, nó chạy theo tục tóc. Rồi có kèo thiền. Đó, có nhiều câu lạc bộ lắm, hoạt động. Người ta thể dục thể thao thì trên bờ cũng có, mà dưới nước cũng có. Này chèo thuyền mà đi ngược gió kiểu này là coi như xong rồi. Nước tại chỗ bơi thôi. Các bạn nhìn bên kia nè. Bên kia là cũng có một cái công viên rất là đẹp. Bên đó, bên này cũng là một nơi dạo bộ, và bên kia xong cũng sẽ có một nơi dạo bộ rất là đẹp. Nếu mà có dịp thì mình sẽ đưa các bạn đi qua bên đó cho các bạn coi, rất là đẹp. Của người ta, những cái phụ tùng của xe ô tô, xe máy đồ đó, chủ yếu là xe ô tô, người ta lắp ráp lại thành hình một con cá, nhìn rất là đẹp. Đây là những nơi mà để người ta tổ chức đám cưới, họ đăng ký ở những này nè. Rồi thì người dân người ta thích đám cưới dọc bờ sông này nè. Nhưng mà đám cưới ở Tây nó khác Việt Nam á. Đám cưới Tây nó chỉ tập trung rồi cỡ khoảng vài chục người thôi à. Còn Việt Nam mình mỗi lần tổ chức là phải là vài trăm bàn. Còn ở đây thì có vài chục người thôi, thì họ chỉ có party, họ đứng họ ăn uống đồ, rồi họ mở nhạc, họ nhảy. Ở đây cũng
cũng là một khu để tổ chức tiệc tùng đám cưới. Dễ thương của em hả? À. Cái ngôi nhà này á là người ta làm để dành cho những người mà ở cái party đám cưới đám tô tiệc đó, họ sẽ ra đây họ đứng, chỉ dành riêng cho những người nào mà hút thuốc thôi thì họ sẽ ra đây họ hút thuốc ở ngoài này. Ở phương Tây thì nó không có hút thuốc nơi công cộng mà sẽ có những nơi á dành cho người hút thuốc mới được hút thuốc. Nó có được một cái khu vực như thế này này thì nếu như mình đó, mình sẽ đặt cái bàn dài ở đây này rồi mình gọi bạn bè tới đầu tổ chức tiệc tùng rượu bia bắt đầu bay phá ở đây perfect. Người ta làm những cái chòi như thế này nè dọc bờ sông cho người dân khi họ đi tập thể dục thể thao họ mệt thì họ vô đây không được nghỉ. Đầu tư rất là nhiều, rất là tốn kém những cái thứ này dọc cái đường bờ sông này, những cái chòi như thế này rất là nhiều. Ở phía bên kia nữa rất là nhiều chòi. Rất thích hợp cho những người mà đứng câu cá, thả con cầu xuống đứng ở ngoài cầu. Nơi đây là nơi yêu thích của mình.
mỗi lần mà đi dạo khu vực này thì thường thì đi dạo xong một vòng thì mình sẽ nghỉ chân tại nơi đây và ngồi ngắm cảnh quay nhìn quay mọi thứ khu thành phố bên kia rất đẹp. Ban ngày nhộn nhịp bao nhiêu thì về đêm á, cái khu này nó lại yên tĩnh, nó tạo cho ta một cái không cảm giác là rất là yên bình khi về đêm, nên là thường thì mình hay dạo ban đêm hơn. Và khi dạo ban đêm thì sau khi dạo thì mình ngồi tại nơi kia và mình ngồi ngắm cảnh thôi, nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là bình yên. Công cộng như thế này nằm dọc cái bờ sông này nó rất tiện nghi cho người dân. Đây là một trong những cái địa điểm của trạm tàu á, gọi là như nó tương tự như xe buýt gì á, là tàu nó sẽ đến đón người dân ở đây. Thì dọc sông này có rất nhiều về những cái trạm như thế này á, hầu như là miễn phí hoàn toàn cho người dân khi người ta muốn từ bên này người ta đi tàu qua bên kia thành phố, hoặc là người ta để đi làm việc. Đây là những hàng xe đạp, thì nếu mà ai có nhu cầu mà đi bộ không đi bộ thì người ta sẽ lấy những cái xe đạp này, và cái này thì trả tiền và người ta có thể đạp vòng quanh cái đường sông này. Cái này thì không có miễn phí, đây tính tiền trong đó hết. Ở đây là nơi để trả tiền cho những cái xe đạp nếu mình có nhu cầu. Ở Việt Nam thì mình nói chung là đạp xe đạp nhiều rồi, nên qua đây thấy xe đạp ớn, đi bộ cho nó chắc.
cây rất là đẹp. Wow. Khu cây rất là to hơn. Nó như một cái ngôi nhà nhỏ gì ở trong này gì á. Có thể leo qua leo vô ở trong này. Ở trong này cũng có một cái khoảng trống rất là to nè. Wow, cái cây to đẻ thiệt coi chứ. Cái này mà mấy đứa nhỏ cho mấy đứa nhỏ chơi 5-10 á. Đi bài. Ở đây á, cái con gà này gọi là con Turkey. Nó có rất nhiều ở đây và nó phá phách lắm, nó đào những cái hang ổ ở đây nè. Và người dân chính phủ người ta bảo vệ cái loài này rất là nghiêm ngặt. Nên khi mà mình đụng tới nó một cái là nó phạt chết. Còn ở gặp ở Việt Nam những con gà này mà đi lang thang là coi như là xong đời. Gà nướng muối ớt. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi lên một cái cầu thang. Đó. Nó nối liền dài lên trên đỉnh của cái tảng đá này. Và nơi đó mình có thể đứng từ trên cao mình nhìn qua cái thành phố và qua con sông ngắm rất là đẹp. View toàn cảnh luôn. Ok ha, bây giờ mình cùng đi nha. Later. Các bạn thấy gì chưa? Thật sự nó rất là cao nha. Đi lên cầu thang này mà mỏi luôn á. Thật sự là đi xong rồi một tuần về khỏi tập thể dục luôn. Ok, bây giờ mình đi sẽ đi cái lối này. Mỏi mày muốn đi chàng hãng luôn mà. Thank you.
3 hours later. Nơi đây thì hầu như người ta leo cả ban sáng, ban trưa, lẫn ban tối. Với khi thậm chí đến cả 10 giờ đêm á, mình vẫn thấy họ vẫn còn leo những cái vách núi như vậy. Đó người ta gọi là đam mê. Những vách núi về đêm á, nó bật đèn á, nhìn rất là đẹp. Còn đến 2-3 top vẫn còn leo. Cái chân mình cũng muốn quay thêm cái phần cảnh ban đêm để cho các bạn xem thử là cảm nhận được cái vẻ đẹp về đêm ở nơi này nó đẹp như thế nào. Thật sự thì muốn quay những nơi này thì phải quay cả ngày, cả ban trưa lẫn ban tối thì các bạn mới cảm nhận được là ban ngày nó thật sự nó sôi động như thế nào, và về đêm nó lại yên tĩnh, một cái vẻ đẹp nó rất là yên tĩnh như thế nào. Bạn có thể là ngồi đây và bạn có thể ngắm nhìn qua bên kia, bên thành phố, nơi có mặt nước trôi rất là êm đềm, và xa xa kia là những ánh đèn từ thành phố lập lè tạo cho ta một cái cảm giác rất là yên bình, rất là thoải mái về đó. Đó thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn biết thêm về nơi đây vào ban đêm như thế nào. Thì mình cũng xin gửi lời kết về câu chuyện của mình hôm nay tại nơi đây. Và nếu các bạn cảm thấy clip mình hay thì hãy ủng hộ kênh của mình, bấm đăng ký, like, chia sẻ và cho mình một số ý kiến để mình lần sau mình sẽ có những clip hay hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những lần tới nhé.